Bắt đầu tôi mới sang tay bên đây, tôi phất một cái trời mưa tầm tã xuống, mỗi ngày tôi phải sức hồn về trời tôi dạy. Ngọc Đế là biểu phải tôi đóng ấm và ký tên, là mấy đứa sau cái lập đời trở lại thì các vị ta mới được vô trong cái số bộ. Xin chào quý bà con cô bác anh chị. Hôm nay ghé thăm chú Hai về chai, thấy chú Hai đang làm cái mão của chai Ngọc Hoàng nè quý bà con. Cái này mình làm bằng giấy không hả chú Hai? Bằng giấy chứ tiền đâu mà. Dạ. Cái mão chai Ngọc Hoàng hình như là con thấy ở trên mấy cái chỗ mà người ta bán gì cũng có hay gì đó. Có mặt ở núi Sam mà. Dạ. Tiền đâu mà mua. Dạ. Cái nói về nó cái mão này thường thường là nó khoảng bao nhiêu hết ta? Tôi không biết ạ. Dạ. Cái mão đây là khoảng 1 triệu gửi 2 triệu à. À. Khoảng đó tôi tính đó vậy chứ tôi không biết cho nói gì nè. Dạ. Cái này như mình hồi lúc trước con thấy là cha cũng có đội cái mão. Đội cái cũ. Cái bài là làm lại cái mới ha. Qua năm mới rồi. Làm cái mới. Giờ cho con tham quan coi cái này kìa. Cái ở trên này là bằng cái gì? Bằng giấy. Giấy hả? Sắt. Nên cho nó không có thủng. Dạ. Đâu bây giờ chú. Ủa cái trứng giữa này là cũng như là cái châu. Cái châu hả? Ờ. Còn cái này là mình đi lượm ve chai về cái không mình có, cái này mình mua. Cái này mình mua luôn hả? Một cái bọc ba lớp rồi nè. Là 15 ngàn. Dạ. Có giá cả hơn. Dạ. Này. Còn cái này là bằng cái gì vậy chú Hai? Cái đồ là làm cái nghĩa địa đó. Rồi mình bỏ sẵn rồi mình làm luôn cái dây thòng. Dạ. Như là năm mới rồi đổi cái mẫu mới cho cha ha. Còn này là bằng sắt. Còn tôi nói có vụ ông Phật Dương. Ông khoảng kia coi 5 năm gì trước. Dạ. Mà tôi cái Phật Dương mua nút cấm là khác nha. Còn cái Phật Dương là có cái dinh luôn, có cái nhà luôn. Dạ. Ở bên gần nút Cô Tô. Thấy không? Dạ. Rồi tôi qua tôi lên đẳng rồi các phần thì căn không thấy tôi thấy Phật Dương hỏi ông là ai, ông xưng cho là ông Phật Dương rồi ông là có lại đây có chuyện gì lại ông nói tôi lại đây trình diện ông. Yeah. Là ông nói hồi rồi ông cào tay cào pháp đó. Yeah. Rồi ông nói vậy rồi tôi mới biết. Rồi tôi coi trong clip tôi thấy ông Phật Dương là mới là thỉnh cái mới trên nút cấm. À. Trong clip tôi mới thấy. Dạ. Nha. Dạ. Còn cái ông vua Gia Long tôi nói luôn. Ông vua Gia Long đó thì tôi nằm đây rồi bắt đầu tôi ngồi dậy thì bắt đầu ông đi vô. Thế bắt đầu tôi nó hỏi ông là ai? Anh nói tôi là vua Gia Long. Yeah. Cái ở đây có chuyện gì ông nói đem cái chiếu chỉ của trời xuống nói tôi nói trả lời là chiếu chỉ của trời là được rồi còn đem tới tôi ông nói không được Ngọc Đế là biểu phải tôi đóng ấm và ký tên là mới được. Yeah. Và các vị thần đều làm toàn bộ. Bây giờ tôi nói sơ là bây giờ Ngọc Đế không còn xài các ông thần mà có cái xác lệnh. Nhưng bây giờ phải có xác lệnh của trời. Tôi phải đứng đóng mộc bây giờ tôi ký tên vô mới có cái giá trị nữa sau cái lập đời trở lại. Thì các vị ta mới được vô trong cái số bộ. Hả? Tôi nói rõ ràng ha. À, số bộ. Không phải na là Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Cảnh, từ Trần Hưng Đạo, các hàng trăm quan với ông thần mà ở Sa Đéc
là ông được cứu người đó. Dạ. À, cứu người được phong thần luôn, là trong sáu bộ thần, trong người nào mà được là làm cái công đức nhưng mà kêu bằng soạn lợi, à, soạn cái lập đời trả lợi thì soạn lợi vào vị trí khác. Đó, tôi nói lời thôi đừng gọi ràng. Yeah. Không phải là nói đi tới ông Trần Nhân Tông ổng cũng bàn giao. Yeah. À, còn ông Hộ Pháp ở Tây Ninh, nó Hộ Pháp là tức là gì, quên tên, nói nhiều quên tên ổng rồi đó, rồi ổng cũng bàn giao luôn. Mà cái lúc trước khi bàn giao thì tôi ở trong nhà Xá Lợi Phất với một Kiều Liên Lợi. À, bàn giao rồi mới trở về Tây Phương. Còn ông Đình Huyễn Hữu Cảnh ở tại Châu Đốc, Châu Đốc này nè, Châu Đốc ra Đình Thần đó. Ông nói ông Lợi ông nói lại đây có gì, tôi hết cái niên hạn là trách nhiệm của Đình Thần của ông Châu Đốc của ông đó, cơ ngụ đó. Giờ nói giờ ngôn dinh của ông mà giờ ra tôi hết nhiệm kỳ rồi, tôi trở về miền Bắc. Ông là cái gốc gác ở miền Bắc mà không biết cái tỉnh nào tôi không biết. Bắt đầu hồi năm ngoái tôi làm chức vị trên thiên đình là thống soái cai trị các vị thần tiên, các vị nào mà có cái chuyện gì thì tâu để tôi phân xử. Người nào có công thì tôi sẽ ban phước lộc, bởi vì Đức Ngọc Đế là giao trách nhiệm cho tôi là phong cho các vị thần luôn. Còn cái gì nữa, cả 5 năm thì Xá Lợi Phất với một Kiều Liên mới kêu trở về, là đúng cái ngày mà Đức Phật mà xưa giáng thế, là sanh ra Đức Phật nhỏ đó ra đời. Thì tôi qua về bển Phật mời, mà về tới cung trời không thấy ở dưới này cung Phật á. Rồi qua bển cái bắt đầu tôi đưa một cái châu bơ lớn nè, tôi nói Phật Thích Ca, con có một cái châu bằng cõi Tam Thiên. Yeah. Tam Thiên đi đưa cho Phật thì Phật chứng nhận, là tôi Phật Thích Ca mới cho tôi ngồi tòa sen ở bên hướng đông, rồi phong một cái chức là Phổ Quang, Phật Quang Phổ Chiếu, là trong cái kinh sách có tên là đóng luôn đó. À. Dạ. Bởi vì tôi dạy linh hồn là hai ngàn tỷ, là tôi mỗi ngày tôi phải sức hồn về trận tôi dạy 2.000 tỷ. Yeah. Dạy là cỡ nơi cũng là 2 năm rồi, dạy là 2 năm mà chưa mãn khóa. Rồi cái tôi về trận cái Đức Ngọc Đế ông nói con phải nhận lệnh là mở một lớp 1, giờ là mở lớp thứ 2 là 700 tỷ. Lớp thứ 2 rồi vô 700 tỷ rồi đó, còn lớp 1 thì chưa cái mạng khóa đó. Mà lên dạy đó, tôi phải là người không lên, tôi ngồi trên cái tòa sen. À, tòa sen mà thiết pháp cho các linh hồn, không phải là nước Tây, nước Mỹ, nước Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc, Mã Lai, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Nga, Pháp, đều là tôi nói tính ra rồi là tính không có hết, tôi nói về tâm thật thôi, nhưng còn nhớ vậy đó. Yeah. Mỗi lần về một nước là 50 tỷ linh hồn.
rồi xong xong rồi bắt đầu cái bàn loa trong nhà cái bay xuống y thì có đại diện cho có một nước chỉ có một người lớn cầm đầu đi vô hỏi mấy ông ở đâu lại đây thì nó trả lời tôi là người dân nước Mỹ mà linh hồn chết lâu đời ha, lâu đời không có quần áo, không có cơm ăn, không có nước mà uống. Giờ ông lại đây có chuyện gì? Nói giờ tôi nghe nó trên trời mở một cái khóa lớp học. Bây giờ ông đưa tôi về trời. Trời. Rồi nói xong bắt đầu nói thái tử ơi, bây giờ tôi đói bụng quá. Cái tay tôi chỉ một cái là 7 lần. Cao cấp 7 lần cái lên cao rồi đó. 7 lần rồi. Mà ăn tới 7 lần là mới no đủ. Rồi tới gì nói hỏi no đủ chưa, nói no rồi. Cái bên tay bên đây tôi cầm cái bầu linh dược của mẹ Quan Âm. À, là bà giao trách nhiệm luôn. Rồi bắt đầu tôi mới sang tay bên đây tôi phất một cái trời mưa tầm tã xuống. Với ông thay gót từ chung nước cho nó uống. À, yeah. Uống nước xong rồi cái bắt đầu tôi hỏi giờ no chưa? Nên no rồi. No rồi cái giờ thái tử ơi tôi ở chuồng ở trần giờ mấy ngàn năm cả trăm năm vậy đó. Giờ là tôi không có quần áo ở chuồng ở trần. Bây giờ thái tử cho tôi quần áo. Tay tôi chỉ một cái thì ba lên như cái kho mà cái kho phải như là nhà lầu cao có chừng 5 tầng 7 tầng vậy. Cao quần áo bắt đầu là tu biến 7 lần cấp phát vừa xong rồi bây giờ tôi nói giờ mấy ông ra ngoài đi ôm nhau đụng cục rồi nè ôm nhau rồi tôi mới đưa về trời chứ không phải đưa từ người chết biết chừng nào mình hết yeah. Ôm như giống như trái banh nữa yeah. Ôm là trái banh yeah. Rồi bắt đầu tôi ra ngoài tôi mới vẽ vòng tròn như cái banh vậy, vòng tròn bởi vì không cho cái không khí vô yeah. Giống như dồn lại vậy đó dồn lại ổng người nào giống ôm giống như cái banh vậy từ, yeah. Từ lớp tới lớp lớp mới ôm một miếng tròn giống cái banh yeah. Rồi xong rồi bắt đầu cái ở trên cái tôi mới nhào lên bay lên thì tôi nắm cũng như trên này nó có cái lằn dây mà nắm nó kéo lên yeah. Kéo lên nó mới đem về trời nạp trận yeah. Đó. Đâu phải là mỗi bởi vì các linh căn không biến ra gạo được các linh hồn là bây giờ là hồn thế gian làm sao nhiều phải có người lãnh mạng xứ trời phải có tài và đức phải quá độ chúng sanh là người sống và cái các linh hồn yeah. Yeah. Như là cái trên đó là mình mở cái lớp khóa học đó cũng như là dạy các linh căn là tu tập đó tu tập là biết sao nữa lập đời trở lại thì các linh hồn xuống mới lập ra cái mới quay xuống là trần gian lại trở lại trần gian dạ yeah. Yeah. Người nào mà đại phước đức là mới được học cái pháp của trời yeah. À. Còn nếu người nào mà không có xíu phước đức là mà quỷ với trần gian như hồn ma bóng quế đi ngoài đường không có ai dìu dắt yeah. À. Rồi nó đói khát phải nó làm bệnh cho mấy người đã bệnh rồi phải cúng quạt cho nó à phải cúng ngược lại cho nó ha à, cũng à, giống như theo phá vậy ha nó phá cho bệnh hoạn à nó nóng nại bệnh hoạn nhức đầu nhức tay nhức chân nhức gì gì đó nên ừ. Ừ. Nhưng cũng như những cái phần linh căn đó là chú hai mình đem đi về chảnh rồi mà những cái phần mà không có phước đức gì đó là mình có dẫn đi được không chú cái tôi nói về trực tiếp bởi vì cái linh hồn mỗi một nước yeah. Mấy ngàn năm chứ không phải là nó mới đây mấy ngàn năm rồi với rồi mới ở trên mấy ân xá
ân xá mới cho nó mới được hưởng gì trời, chứ không phải mà anh đang làm mà chết mới chết mà anh làm giết người gớm tay, cái nghiệp anh chưa làm xong mà sao mà chưa có trả để nó trả cái quả kiếp vị. Lúc trước là bà địa mẫu bà xuống chợ xuống đây nói nhà kêu con phải cứu các linh hồn. Nó thưa mẹ bất kỳ nó ai bất kỳ giờ nước nào trở về đây thì con cũng nhưng mà hỏi nếu về cảnh mẹ Quan Âm tôi đưa về Quan Âm học, A Di Đà tôi đưa về A Di Đà học, bên Phật Thích Ca tôi đưa Phật Thích Ca. Thích bên nào thì về bên đó ha. Cũng như là con ai nó giữ con ai nó giữ vậy đó. Còn các cô hồ 12 vị cô hồn cả trăm cô hồn nó lại cũng đòi đưa gì giờ tôi cũng đưa về nào là cái pháp thứ hai. Còn pháp một đã đầy đủ đã bế tắc rồi. Bế tắc mà những cái phá những cái phần linh căn những cái người nào mà người ta có phước tạo hiền đồ đó thì mình mới đưa lên về trên được. Còn mà những người mà tạo mà tôi gõ cho cậu nghe. Người nào có phước nhiều đời nhiều kiếp mới đưa đi được ha. Không có đưa được là bên kia khác con tu khác. Chừng nào mà chiếu chỉ của trời trước là sẽ hai vị thiên tướng xuống đời, một tay một ông bên văn và ông bên võ. Tôi nói được trực tiếp ha. Bên văn thì đọc chiếu chỉ của Ngọc Đế, còn bên võ thì ta cứng cũng đứng đó để cho này làm việc. Còn những cái phần mà người ta mà ở dưới trần gian đi mà ta tạo nghiệp đồ đó là tạo phải nghiệp. Để cho người ta trả quả ha? Để trả hết quả rồi mới đi được mới đi được. Mà đi hay không được trời rước hay không là tùy theo cái phước đức có nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là muốn đi là đi muốn ha? Đi là đi được chứ con nếu mà tự động đi là có phải có trên trời xuống hai vị thiên tướng. Rồi người ta mới rước đưa bởi vì cái hồn đâu không biết có tài phép đâu mà đi bay lên được. Còn nếu mà đi lên cửa trời thì hai vị tướng trời nó quýnh. Đâu phải anh muốn vô muốn ra đâu phải tự do. Nó cũng giống như ở đây vậy thôi. Ở đây vậy không giờ ông có làm như làm việc vậy. Tôi có việc vô thì có việc mới vô chứ đâu phải muốn vô là vô thì ông ra ngoài không cho ông vô. Cõi trời cũng vậy, cõi đất nó cũng vậy. Giúp hết nhau. Hôm nay được chú Hai chia sẻ về cái phần tâm linh đó mọi người, thì ở trên cũng giống như ở dưới, thì nghe chú Hai chia sẻ thì bà con chắc cũng có một số bình luận, một số người là nói là cũng giống như là mình ở dưới đất mà mình nói chuyện ở trên trời. Mình có suy nghĩ về mấy cái đó không? Tôi nói cho cậu nghe. Bây giờ cái phần căn nó là kim tinh, mấy người cô gái cô nói bây giờ chỉ cái sai đi là tức là mẹ Quan Âm, bà địa mẫu ha, các vị cung thánh mẫu. Cái phần hồn là nhờ tu. Đâu có biết cung trời ra làm sao, không biết cung Phật ra làm sao, đó không có thấy thực tế. Còn tôi đi tới nơi là thực tế tại chỗ luôn. Bởi vì người ta đâu có biết đâu, cũng trong thế gian mà người nào tin thì nhờ, còn không tin thì thôi. Tôi đâu có ép, tôi nói lời nói của tôi là tức là cái để chúng sanh để học hỏi cho biết cái cung trời ra sao, cung Phật ra sao. Cái cung trời nó chỉ có bốn cửa. Đông hả? Tây Nam Bắc. Đông Tây Nam Bắc. Nó gần ngang. Mà trước vô cửa thì có hai vị thiên tướng ở đây giữ. Là cửa nào cũng có hai vị thiên tướng hết trơn nha. Cửa nào cũng có hai vị thiên tướng, không giữ thì nó vô sao? Nó loạn sao? Còn bên Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca là trước cửa là hai vị giữ cửa, ăn vô cửa thứ hai là bốn người, bốn người giữ. Cửa đầu thì hai người mà cửa thứ hai là bốn người ha. Bốn người. Qua cửa thứ ba là tám người. Là bên Phật Thích Ca, ăn. Còn nói bên Phật A Di Đà, tòa ở bên đời ngồi tòa sen, nhưng mà tòa sen khác hơn của Phật Thích Ca. Tòa sen thì như cái ghế bên Phật Thích Ca ngồi ghế tòa sen, còn Phật A Di Đà nó khác. Mỗi lần tôi qua bển thì Phật A Di Đà tay ông chỉ một cái thì cộng sen một cao cao lên. Cao lên rồi trển rồi nó có một cái tòa sen ở trên, một cái cộng nhỏ bằng ngón tay vậy mà. Thấy không? Nó gia tỷ như vậy. Tòa sen nó nằm trên này thì cộng này một. Đó. Còn các phần linh căn nó đâu có biết dùng đâu. Nó nói về nó giờ các cái phần nữ nó nói về thiên cơ địa đó nói được nhưng mà không có dắt chúng sanh được. Đó. Còn tôi rồi tôi nói về giả tỷ giả giả tỷ đang nói cái bắt đầu ngừng. Như nãy giờ mình đang nói điện á, mình nhận điện mình nói. Dạ hết nói cái bắt đầu ngừng rồi. Là ngưng điện lại liền ha. Ngưng điện liền là không biết cái gì. Để bế tắc vậy đó. Dạ. Giống như cái, anh có cái cuộn cầu dao vậy. Cũng bắt vô thì nó cháy. Dạ. Sụp xuống thì nó hết điện thì sao? Vậy là hồi nãy giờ là chú hai là mình đang nhận điện mình nói đó. Nhận điện nói. Dạ. Cho nên hồi nãy giờ là con thấy chú hai nói cũng lưu loát, giống như là mình biết cái trơn mấy cái phần đó gì chú. Nhưng mà hiện tại là bây giờ tự nhiên ngưng điển ngang rồi đó. Ngưng điển là cũng như là không cho quyền nói nữa. Vậy là chắc ở trên không cho nói hay không sao? Không cho nói cho lộ hơn. Lộ hơi nhiều ha. Cái nào cho lộ cho nói thì nói ha. Còn không cho lộ là không cho lộ. Cho nên là tâm linh nó cũng khó lý giải bà con. Thôi bây giờ là mình quay trở lại cái mẫu của cha Ngọc Hoàng đi. Thì ra làm như vậy là xong rồi đó chú hai. Xong rồi. Dạ. Cái này mình có cái thước đo không? Bây giờ nếu mà cái mẫu như thế này để con nói đây nè. Thấy không? Cái mẫu như thế này là bề ngang bề cái bề hoành của nó là khoảng bao nhiêu cm? Bề cao nó 8 tấc. Bề cao 8 tấc ha. Không phải. Không bây giờ mà, bây giờ mình đo cái gì? Vòng tròn lấy cho trong vòng rồi. Bề hoành đi. Bề hoành rồi. Dạ là nó khoảng bao nhiêu cm đó. Dây đó nãy đó. Dạ vậy là sợi dây này nãy mình đo mình cắt luôn rồi đó chú hai. Để cái này có gì con nói với cô Phật tử nó đo cái vòng tròn. Dạ đo chú hai đo lại cho con coi nó vừa đủ luôn không. Nó vừa đủ luôn ha. Vừa đủ luôn à. Vừa đủ. Dạ. Còn cái bề cao này. Dạ. Ở đây cái tủ này lúc trước cô Nhật Từ cúng dường cho chỗ chú hai nè quý bà con. Nhà đây là nơi thờ của chú hai đây. 1.8 bề cao. 1.8 hả? Dạ. Rồi cho con mượn này đi ha. Đây để quay cho bà con xem này của chú hai nha. Thì bữa hồi năm trước á, thì là cái mẫu nó cũng cũ rồi. Bây giờ chú hai cũng như là không có kinh phí á, cho nên thì làm đỡ bằng cái miếng giấy, còn ở phía trong cái sườn này là bằng kẽm, còn ở đây là cái hộp chân châu nè, mua một bịch 15.000 thì chú hai làm coi cũng được đây bà con. Còn cái này là cha Ngọc Hoàng là chú hai tự làm luôn nha bà con. Đó, chú hai tự làm luôn, xi măng là nguyên khối luôn mọi người.
Tuy là không có đẹp bằng các nghệ nhân, nhưng mà chú Hai làm rất là đẹp. Dạ. Cái này là hồi đó là mình như thế nào mà mình khắc cũng như làm tượng Trang Ngọc Hoàng vậy chú Hai? Ông xuống ông biểu. Vậy hả? Cái đó là năm mà bao lâu? Mà tôi chứ? làm xong rồi ông xuống ông coi có đúng được hay không. Ông nói ông nói giờ mình vậy rồi. Khi mà mình hoàn thành xong là cha xuống một lần nữa hả? Dạ kiểm soát coi cái phải đúng được như sự thật kia không? Dạ. Đâu phải mà làm bậy bạ cho người ta không có chịu. Dạ. Là lúc làm hồi lúc đó là năm bao lâu rồi chú Hai? Làm cái này hả? Dạ. Là cỡ 5 năm rồi. Vậy là cái tượng Trang Ngọc Hoàng là làm 5 năm rồi đó hả? Dạ. Để quay cho bà con xem. Đá nguyên cái này là xi măng không hả bà con? Thì bây giờ thì Thảo sẽ gửi cái clip này cho cô Nhật Từ. Có gì thì sẽ hỗ trợ cho chú về cái mẫu này để đặt ở trên mạng. Hình như là Thảo có tìm hiểu, hình như là có về cái mẫu Trang Ngọc Hoàng. Rồi thì Thảo xin kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả bà con cô bác anh chị.